cậu có đang sống vội không? Khi mà tối ngày quay cuồng với công việc, dạ dày kêu gào vì nhét bụng chẳng được một bữa cơm từ tốn, đôi mắt kèm nhèm vì thiếu ngủ, và cũng vì nhiều đêm thức trắng bên bàn làm việc. Có thể cậu đang chạy đua với thời gian để nỗ lực đạt được ước mơ còn đang dang dở, nhưng những bước chân cậu gấp gáp quá, cậu mải chạy mà quên mất yêu lấy mình. Vậy nên hãy để Tupperware giúp cậu làm điều đó. Tupperware là thương hiệu chuyên cung cấp những sản phẩm nhựa nguyên sinh, là giải pháp giúp lưu trữ và bảo quản thực phẩm thông minh, an toàn, từ đó tối ưu thời gian cho cậu. Quỹ thời gian mỗi ngày của cậu sẽ được cộng thêm, và cậu có thể dành những giờ phút đáng trân quý đó vỗ về đứa bé bên trong đang bị lãng quên, chăm sóc cho gia đình, cho bạn bè và cho cả thiên nhiên xung quanh mình. Còn bây giờ, hãy cùng Vì Sao Thế Nhỉ đến với tập podcast số này nhé. Ba ơi, vì sao con sinh ra chẳng có gì đặc biệt cả? Con trông xấu xí cù lần, con còn chẳng thông minh và có tài cán gì. Mình đã sớm chấp nhận rằng mình là một đứa trẻ tầm thường. Khi mình dựa vào ba mà khóc, than thở về sự tự ti của mình, ông đã vỗ về mình như thế này. Người có thể khiến những thứ bình thường trở nên đặc biệt sẽ trở thành người đặc biệt. Mình đã mong ba nói rằng không, con gái của ba xinh đẹp, thông minh và đặc biệt hơn rất nhiều người mà. Mình đã mong như thế, nhưng những điều ba nói lại chẳng phải là điều mình muốn nghe. Trong câu nói đó, lúc bấy giờ, mình chỉ thấy rằng mình đúng là một đứa kém cỏi hơn những đứa trẻ khác. Trong lòng mình ngổn ngang những mâu thuẫn. Mình là ai? Mục đích sống của mình là gì? Tại sao mình lại tồn tại một cách vô nghĩa như vậy? Lẽ ra mình không nên được sinh ra trên cõi đời này. Bản thân mình thật vô dụng, tồi tệ. Mình ghê tởm cái sự tồn tại này. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Ồ, chúng mình đang rơi vào khủng hoảng hiện sinh rồi. Existential crisis, khi một người đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của chính họ. Khủng hoảng này xảy ra khi con người đánh mất niềm tin, ý nghĩa cuộc sống khi trải qua những mất mát lớn lao. Hầu hết mọi người đều đã ít nhất một lần trải qua những giai đoạn cảm thấy khó khăn, mệt mỏi, trầm cảm, bế tắc, căng thẳng trong cuộc sống. Tuy nhiên, cảm xúc này chỉ kéo dài một khoảng thời gian và tất nhiên nó sẽ không làm ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến đời sống hàng ngày. Còn đối với những người đang bị khủng hoảng hiện sinh, lại tồn tại một mối lo lắng, sợ hãi, căng thẳng kéo dài đến dai dẳng. Cảm xúc này xâm lấn lấy tâm trí của họ, khiến cho họ liên tục đặt ra những câu hỏi về sự tồn tại và hoài nghi về vị trí, ý nghĩ, vai trò của mình trong cuộc sống. Điều này làm cho họ luôn tồn tại sự mâu thuẫn bên trong chính bản thân mình, cảm thấy mất niềm tin và thất vọng về cuộc đời. Khủng hoảng hiện sinh thường xuất phát từ một số nguyên nhân như sau. Có thể là họ đã gặp những biến cố lớn xảy ra đột ngột trong cuộc sống, như chứng kiến người thân yêu, bạn bè qua đời, ám ảnh về cái chết khi được chẩn đoán mắc những căn bệnh nan y nguy hiểm, hoặc đang gần kề về cái chết do tuổi tác. Họ bất mãn với những định hướng hiện tại của bản thân, dồn nén cảm xúc quá lâu, cảm thấy mất kết nối với xã hội và có cảm giác tội lỗi, ân hận về một điều gì đó. Loại khủng hoảng này có tính chất lấn át dữ dội. Nó có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh, thậm chí là thôi thúc họ thực hiện các hành vi tự hủy hoại bản thân mình. Vậy chúng mình phải làm sao để vượt qua cơn khủng hoảng này? Mình có một đứa cháu, 5 tuổi. Em xinh xắn, đáng yêu như một con mèo con vậy. Dù giờ có ngoan ngoãn đến mức nào đi chăng nữa, thì mình cũng không thể nào quên được hình ảnh của đứa cháu, năm nó 3 tuổi. Lên 3, nó bắt đầu nói không với mọi đề nghị của người lớn. Nó bướng bỉnh, ngang ngạnh, ngoan cố, chuyên quyền. Nó ra lệnh cho người lớn. Nó phá phách đồ đạc và thậm chí còn đánh lại ba mẹ nó. Thì ra mấy đứa nhóc mà mình vốn tưởng chỉ biết ăn, biết ngủ, biết chơi cũng gặp khủng hoảng các cậu ạ. Khủng hoảng tuổi lên 3, chúng nó đòi hỏi được sự thừa nhận như một người lớn. Nó muốn khẳng định cái tôi của bản thân mình. Chúng nó nhận thức được mình là một cá nhân độc lập và có những quyền lực nhất định. Chúng nó cũng phát hiện ra những mâu thuẫn đang tồn tại trong chính chúng nó, nhưng vì không có đủ năng lực ngôn ngữ để diễn đạt và chưa thực sự phân biệt được đúng sai, nên thành ra chúng lại càng có những cư xử, hành vi phản kháng một cách dữ dội. Ồ, thì ra khủng hoảng là một phần tự nhiên trong quá trình phát triển tâm lý của con người trong từng giai đoạn của cuộc đời. Tất cả mọi người trên đời này, kể cả những người thành công hay những người có khả năng sống vô lo vô nghĩ nhất, cũng đều phải trải qua những cuộc khủng hoảng khó khăn như vậy. Vậy nên, bước đầu tiên, hãy đón nhận những suy nghĩ khủng hoảng này một cách nhẹ nhàng hơn. Hãy coi giai đoạn khủng hoảng này là một điều không thể tránh khỏi và chuẩn bị một tâm thế để giải quyết nó một cách phù hợp nhất. Mình bắt đầu bằng việc quay lại với những ước mơ mà mình từng có. Rồi mình sửng sốt nhận ra,
mình không có ước mơ thực sự nào cả. Bây giờ mình thực sự muốn trở thành người ra sao, mình cũng không biết. Có khi chính vì vẫn còn đang đi tìm kiếm câu trả lời, nên những cái câu hỏi vô thức mà mình hay đặt ra cho những đứa trẻ nhỏ hơn mình luôn là sau này chúng muốn trở thành ai. Lứa tuổi 20 là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, những giấc mộng cậu ấp ủ trước kia bắt đầu bị gạt sang một bên. Tinh thần sục sôi, khí thế cũng lụi tàn dần. Cậu đành buông xuôi vì thực tế đã tạt một gáo nước lạnh vào những mộng mơ. Ai mà ngờ được, những gì mình từng nói, từng hứa hẹn đều đã biến thành lời nói suông. Khi trưởng thành, người ta có thể mất rất nhiều thứ, ví như món đồ đơn giản đã từng khiến cho cậu vui vẻ cả ngày, ví như khả năng dễ khóc, dễ cười, cả những người thân thiết và cả những giấc mơ lúc thiếu thời. Nhưng việc mất đi những điều này không phải là điều đáng sợ nhất. Chính cái sự bình thản của cậu trước những mất mát đó mới là điều đáng lo. Những ngày tháng tuổi 20 có lẽ là quãng thời gian khổ sở, hoang mang, trống rỗng nhất. Bước vào khủng hoảng 1/4 cuộc đời, cậu rời xa trường lớp, cởi bỏ đồng phục, bạn bè xung quanh dần đi xa, phải xây dựng lại mối quan hệ xã giao mà chính cậu không hề thích, mất dần đi cảm giác tồn tại của ranh giới giữa hiện thực và ước mơ. Nhưng đời người không phải là một con đường rộng lớn bằng phẳng, mà đó là một quá trình sửa đổi không ngừng. Không biết bản thân muốn gì cũng không sao, nhưng nhất định phải nhớ kỹ bản thân không muốn gì. Ở cái tuổi này, chúng mình, những người trẻ chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng chính bàn tay này sẽ nắm giữ tất cả và chúng sẽ quyết định con người của ta sau này. Và rồi mình quyết định, mình sẽ là một người bình thường, sống tử tế và sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Trong tiếng Trung, hạnh phúc là xinh phú. Chữ hạnh bên trên là chữ thổ, bên dưới là ký hiệu của tiền. Trong chữ phúc, bên trái là chữ y, trong y phục. Phía bên phải là nhất khẩu, phía dưới bên phải là điền. Tổng kết hợp lại thì có nghĩa là có đất, có tiền, có áo, có đồ ăn. Hơn nữa cả nhà đều đoàn tụ. Đó chính là hạnh phúc. Hiện tại, cậu có hạnh phúc không? Khoảnh khắc nào cậu nhận ra mình vẫn là một người hạnh phúc? Mình nghĩ khi mình thấy mọi thứ đang ở mức đủ, nghĩa là mình đang hạnh phúc. Đủ là khi ba vẫn đầu đội nắng gắt, đi con xe gem cũ kỹ, bố kêu ọc ọc, đều đặn đưa mình ra bến bắt xe khách lên thành phố đi học, rồi đợi cho đến khi chiếc xe chở con gái của ba đã đi khuất, thì ba mới quay lưng đi về. Đủ là khi nội dù đã già, đầu óc chẳng minh mẫn nữa, lúc nhớ lúc quên, nhưng vẫn lén cất bánh kẹo gói lẫn với mấy tờ tiền giấy nhàu nát vào túi rồi dúi vào tay đứa cháu vì sợ nó lên thủ đô đói không có gì ăn. Đủ là khi mẹ hàng tháng vẫn gửi thùng đồ ăn lên, rau cỏ thịt thà, bọc to bọc lớn, thuốc men đủ loại vì sợ đứa bé của mẹ lười biếng không chịu chăm sóc bản thân. Đủ là khi mình có một mái nhà để về, là mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường nhỏ nhưng đủ ấm, trong căn phòng nhỏ nhưng có cửa sổ rộng đón nắng mai. Đủ là khi có người mình thương luôn chờ mình về bên mâm cơm nhà, là những mối quan hệ dù vỏn vẹn vài người nhưng lại mang đến năng lượng chữa lành cực lớn. Đủ là khi mình biết mình nhận được thật nhiều tình yêu thương và sẽ cho đi thật nhiều như vậy. Cuộc sống không hề thiếu cái đẹp, chỉ là chúng ta có muốn để tâm đi tìm nó hay không mà thôi. Nếu biết nhìn ra những điều tốt đẹp ẩn chứa bên trong cuộc sống bình dị thường ngày thì sẽ thấy được thế gian này êm đềm. Con người không vui vẻ, không hạnh phúc không phải bởi họ có được quá ít, mà là họ chưa biết đủ. Dẫu biết mỗi người có một định nghĩa hạnh phúc khác nhau, không phải ai cũng có cho mình một mái ấm bình yên hay một chỗ dựa tinh thần vững chãi từ gia đình, bạn bè hay người thương. Nhưng mình dám chắc là ai cũng muốn có một cuộc đời an yên. Cuộc sống có an nhàn hay không, không phụ thuộc vào việc đời sống vật chất có xa hoa hay không, mà là lòng ta có thanh thản, yên vui hay không. Tâm an thì nhìn đâu cũng thấy an, trong lòng ngập tràn tình yêu, nhìn đâu cũng thấy nắng ngập tràn. Giống như mèo Zoba mập ú chỉ cho con chim hải âu cách sống hạnh phúc trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là những món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi, dang đôi cánh của con. Một ngày đẹp trời nào đó, nhâm nhi tách cà phê ấm, ngồi bên cửa sổ ngắm mây trời, giọt nắng vàng lan vào từng kẽ lá, mọi thứ trong veo và lòng cậu thấy nhẹ bẫng. Cậu cảm thấy hạnh phúc. Có thể cậu nghĩ rằng giá như ngày nào cũng đẹp trời như vậy, nếu như cuộc sống hàng ngày đều như vậy thì hẳn trên đời này ai cũng sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng cậu ơi, cậu biết không, nắng lấp lánh, ngày đẹp trời không làm cậu hạnh phúc. Đất nước đón ánh mặt trời nhiều nhất trên thế giới là Ai Cập và Sudan, lại nằm cuối biểu đồ hạnh phúc. Thứ thực sự làm cậu cảm nhận được những bình yên kia là chính cậu.
bản thân ngày đẹp trời không khiến chúng ta hạnh phúc, mà là do trước đó chúng ta không tận hưởng những ngày đẹp trời như vậy mà thôi. Nếu lúc nào cũng ngập tràn nắng ấm, chúng ta sẽ quen thuộc với kiểu thời tiết đó và nắng ấm sẽ không còn phát huy tác dụng. Chúng ta sao có thể tận hưởng được ngày nắng nếu không trải qua những ngày mưa ẩm ảm đạm? Sao chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc nếu chưa từng cảm thấy đau khổ? Mình quyết định sẽ là một người bình thường, sống tử tế, sống hạnh phúc. Nhưng mình cũng ý thức được rằng những chuyện khiến cho ta không hạnh phúc vẫn sẽ diễn ra, và ta phải hiểu rằng mình không thể lúc nào cũng sống hạnh phúc. Nếu không, hạnh phúc sẽ trở thành một điều rất đỗi bình thường. Để sống một cuộc đời hạnh phúc, đôi khi chúng ta phải trải qua những cảm giác không ổn để tận hưởng cuộc sống khi tâm trạng đi lên. Hôm rồi chúng mình đi đến Hoàng Thành Thăng Long, nhìn những chiếc bát mẻ, những chiếc đĩa gốm nhiều màu thời Lê Sơ. Những đứa trẻ như chúng mình nhìn qua chẳng nhìn thấy có cái gì đặc biệt, thậm chí là còn thấy những chiếc đĩa đó thật vô dụng. Vậy mà đến khi người ta chiếu đèn vào nó, họ gọi đó là công nghệ trình chiếu 3D mapping, lúc này chúng mình mới trầm trồ. Những hoa văn họa tiết hiện lên, văn cánh sen, ngoài thành kiên cố, lòng trong rồng bay. Đó mới thấy cái đĩa tầm thường kia trông thật sang quý, nghĩa là tìm được đúng người nhìn thấy giá trị, coi trọng giá trị, cũng như làm được nổi bật giá trị đó. Một thứ tưởng bình thường cũng hóa phi thường, và người tạo nên điều phi thường đó cũng là một người đặc biệt. Ba đã giúp mình, một đứa trẻ bình thường như mình, nhìn ra được giá trị thực sự của bản thân. Và rồi mình sẽ là một người bình thường, sống một đời bình yên. When you try your best, don't succeed. When you get what you want, not what you need. When you feel so tired, you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. And you love someone but it goes to waste. To fix you.